Bác Bê vừa tổ chức trao tặng huy hiệu 75 năm, 55 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm, 55 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo huyện Bác Mê tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên cao tuổi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện. Mong muốn các đồng chí đảng viên nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nêu gương, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, học tập rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước, góp phần xây dựng quê hương Bác Mê ngày càng văn minh, giàu đẹp.